Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Vợ Lê Dương Bảo Lam muốn ứa nước mắt khi vừa mang bầu bị chê kém sắc. Về chung một nhà bằng đám cưới đầm ấm vào năm 2017, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm xây dựng tổ ấm hạnh phúc và sung túc bên các thiên thần nhỏ xinh xắn và đáng yêu. Cách đây không lâu, gia đình nam diễn viên xác nhận tin vui sắp đón thêm thành viên mới. Bên cạnh những lời chúc mừng, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ chịu đựng lời ra tiếng vào. Trên livestream tối ngày 27 tháng 12, vợ Lê Dương Bảo Lâm bày tỏ sự bức xúc trước một ý kiến thiếu thiện chí đến từ người lạ. Cư dân mạng này nhận xét nam diễn viên dễ thương nhưng bà xã lại không được vậy. Thậm chí đối phương còn nặng lời rằng vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm dễ gì có con trai. Vừa mới mang thai lại đọc được bình luận gai nhọn về phía mình, bà xã Lê Dương Bảo Lâm không nén được nỗi tức giận. Cô chia sẻ mình nổi da gà và muốn rưng rưng nước mắt trước ý kiến chê bai thậm tệ này. Nếu mới sinh xong hẳn sẽ bật khóc ngay tại livestream. Quỳnh Quỳnh sau đó hài hước đáp trả lại đối phương, có phải đang yêu thầm Lê Dương Bảo Lâm nên mới nhận xét về mình như vậy. Thời buổi nay, con gái là vàng là ngọc. Biết là từ hồi nào đến giờ con trai lúc nào cũng lên ngôi, nhưng trong thâm tâm người mẹ luôn muốn có con gái. May là tâm lý mới mang bầu nha, chứ em mà đẻ xong, tâm lý dễ xúc động thì khóc thật trên livestream luôn đó. Miễn sao chồng không chán là được rồi, Quỳnh Quỳnh nói. Bà xã Lê Dương Bảo Lâm cho biết lần lượt mang thai, ba người con cũng mệt mỏi nên hiện tại chỉ muốn bình yên. Cô cũng cố gắng giữ tinh thần vui vẻ, luôn cười để không ảnh hưởng đến em bé trong bụng. Trước đó bà xã Lê Dương Bảo Lâm cũng đã chia sẻ về những thay đổi khi mang thai lần 3. Cô cho biết cơ thể đã lộ rõ dấu hiệu có tinh vui nhưng mặt tròn trịa hơn, làn da trở nên sần sùi. Em bé trong bụng còn nhỏ nên phải chờ một thời gian nữa mới khám chính xác đã được bao nhiêu tháng. Tuy nhiên Quỳnh Quỳnh dự đoán rằng thành viên mới sẽ là một tiểu công chúa nữa. Phản ứng cứng rắn của bà xã Lê Dương Bảo Lâm trước bình luận kém duyên nhận được nhiều sự ủng hộ. Mọi người gửi nhiều lời động viên và chúc Quỳnh Quỳnh sẽ có thai kỳ thuận lợi, sinh nở mẹ tròn con vuông. Bạn nghĩ sao về những ý kiến này của cư dân mạng? Hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.